Để một cái con người mà phát triển bền vững thì nó giống như cái cây. Cái cây thì nó có cái thân, nó có dưới có cái bộ rễ. Đó, nó có cái bộ rễ vững chắc. Đó, và nó có những cái lá, tán lá. Đó. Và cái cây này nó ra quả, hai cây có hai trái. Đó. Một cái cây thì nó có, đây là mặt đất này. Được chưa? Đời người mà thành công thì gồm có ở trên đây là những cái kiến thức mà mình học cả cuộc đời này. Đó là kiến thức này, nhiều lắm. Học cả đời, kỹ năng nhiều lắm. Còn cái thân cây thì người ta gọi là cách nghĩ. Cách nghĩ tức là tư duy. Tư duy tức là cái cách mà mình nghĩ đó. Và cuối cùng bộ rễ này chính người ta gọi là phẩm. Phẩm chất tức là đạo đức của mình đấy. Phẩm chất đấy. Đời người nó giống cái cây đó, nó có ba phần vậy đó. Vậy thì có những người họ có suốt ngày họ tập trung vào kiến thức và kỹ năng. Họ tự hào về những cái kiến thức họ có. Họ tự hào về những cái kỹ năng họ có thể làm được. Họ tự hào. Nhưng khổ một cái là họ không thể làm lớn được. Tôi chính là cái người mà tôi đang nói về tôi ấy. Tức là mình rất là tự hào về năng lực của mình, kinh nghiệm của mình, đam mê của mình, những cái gì mình có thể làm được. Nhưng mà lạ thay, những cái này nó không thể dẫn mình tới một cuộc sống viên mãn được. Mà mình cần phải, giống như mình có hớt tóc giỏi mấy, thì một ngày mình cũng chỉ có thể hớt được mấy đầu, 20 đến 30 đầu, là hai tay hai chân rời rã bóp. Hít tóc không có gần chết rồi. Nếu mà mình có là thợ hớt tóc giỏi cỡ mấy, mình cũng không thể nào giàu được. Nhưng mà bởi vì mình thay đổi cái suy nghĩ là, thay vì thằng khác nó nghĩ là đừng có chỉ nghề, thì mình phải nghĩ ngược lại, phải dạy nghề, phải giúp đỡ nhiều người, phải yêu thương người khác để người ta cũng quay lại, người ta đồng hành với mình. Vậy thì sức của mình ngày làm 8 tiếng, nhưng mà nếu mình có 10 thằng học trò nữa thì sao? 80 tiếng, mình chia cho nó 40 tiếng, mình lấy 40 tiếng, dù gì mình cũng có thêm 40 tiếng. Bây người biết rằng mình không thể đẻ thêm thời gian được. Mình đâu có đẻ thời gian, nhưng mình có thể mượn thời gian của người khác được, hợp tác với người khác được, tới lên. Vậy thì, nhưng mà nếu mà tư duy là như vậy, tư duy của mình là rất tốt, đó là mình dạy nghề cho nó, nhưng mà phẩm chất của mình thì không tốt đẹp, thì nó có theo mình không? Bao nhiêu người đồng ý mình chỉ theo cái người mà mình yêu quý thôi. Vậy thì mình, bây giờ mình nó làm cực khổ, mình cứ đứng mình nói em cực khổ quá, tụi em tội quá, 2-3 giờ sáng tội quá. Nó mày chưa có đủ, phải làm gì nữa? Rút tiền đưa nó, nè thưởng cho tụi em nè. Nhưng người biết mình nói phải đi chung với việc làm, người ta mới yêu mình được. Chứ trời ơi, nhớ mình đi chơi rồi mình đi học rồi mình đi tung tăng, người ta ở nhà làm thấy mồ luôn. Thấy mình kiếm được tiền thì mình phải chia lại cho anh em của mình nữa. Khi mà mình chia sẻ lại cho anh em của mình thì họ sẽ yêu quý mình, vì vậy họ sẽ đồng hành cùng với mình, cuộc đời của mình sẽ tốt đẹp mà cuộc đời của họ cũng sẽ tốt đẹp. Vậy thì 80% của cuộc đời này, thành tựu của mình nó nằm ở ngay cái hai em này nè, còn 20% nó nằm ở đây nè. Nên đừng có mãi bắt con của mình giỏi 10. Mà hãy dạy cho nó về đạo đức, hãy dạy cho nó về cách nghĩ. Nếu mà mình vẫn tiếp tục đòi nó phải điểm 10, kiến thức nhiều, bằng cấp nhiều, mất 18 năm, 20 năm, 22 năm, cái độ tuổi rất là tuyệt vời, mà chúng ta chỉ chăm vào cái cây, cái ngọn cây trên kia kìa. Có bao giờ thấy người học rất giỏi mà thất nghiệp không? Đưa tay, ai có thấy vậy rồi? Ai có thấy người giỏi thì giỏi mà giàu không, tiền không đủ nên họ rất là ấm mất không? Đưa tay. Tôi đã từng nhiều năm như vậy, tôi tức lắm, tức không chịu được không ạ? Tại sao mình nỗ lực như thằng không biết, làm điên cuồng, làm đam mê, làm gục ngã luôn, nhưng mà cuối cùng là nó trả được bao nhiêu hết? Cho đến một ngày thầy của mình mới nói là thầy, đó không phải là cách để có một cuộc sống nhẹ nhàng tốt đẹp đâu. Đừng có mãi tập trung vào bằng cấp, đừng có mãi tập trung vào kỹ năng nữa, mà hãy dành thời gian tập trung vào cách mình nghĩ và đạo đức của bản thân mình. Bây giờ nếu mà chúng ta trồng cây thì chúng ta trồng từ dưới lên hay trên xuống? Hãy tưởng tượng nếu bây giờ có cái cây trồng như thế này thì nó ra sao nghe.
cha sinh mẹ đẻ tôi cũng chưa thấy cái cây này, nhưng mà tôi ví dụ xem biết đâu nó có trên đời. Nó như thế này, ngược lại. Cái cây như vậy. Đó, thấy không biết mẹ giống cái cây không? Đó, cái cây mà trồng kiểu này không biết nó ra sao nè. U nhọn hoắt. Đó, cái cây gì đó. Đó. Nhìn hai cái hình nó đi rồi tưởng tượng về mình. Suốt ngày mình cứ bắt con mình 10 đêm, tức là bắt đầu từ đây. Hả? Một cái cây mà bắt đầu từ đâu? Từ đây chứ trời. Phải dạy cho con mình lễ nghĩa chứ. Dạy cho mấy đứa nhỏ bắt đầu lại. Rất là nhiều anh em của tôi ngồi ở đây, họ giàu và họ giỏi lắm ha. Và họ nhận ra rằng họ không thể nào trồng cái cây theo cái cách này được. Họ quyết định dừng lại. Bởi vì nhà họ rất là nhiều tiền, cái gì cũng dư hết á, nó chỉ có thiếu một cái thôi. Đó là con của họ thiếu lễ phép, thiếu động lực học tập, thiếu sự tự tin, thiếu kết nối. Có thể họ có những người họ thiếu một trong những cái tôi kể, có những người thiếu toàn phần luôn. Đấy, đúng không? Con của họ rất là nhiều điểm, điểm 10, học sinh giỏi, giỏi 10, giỏi 10. Và đến một lúc họ nhận ra đó chỉ là những tờ giấy. Cái điều mà người ta gặp nhau, người ta làm việc với nhau, chơi với nhau không phải dựa trên những tờ giấy đó, mà dựa trên cách chúng ta cư xử với nhau. Bao nhiêu người thấy rằng chúng ta gặp nhau, chúng ta chỉ quan tâm cư xử với nhau thế nào chứ đâu có hỏi bằng gì đâu. Thấy không? Có ai mà nói anh chỉ cần là tiến sĩ anh chửi cha tôi cũng được, anh đưa bằng tiến sĩ ra anh chửi cha tôi cũng được, có phải vậy không? Không, anh là ai tôi không quan trọng. Nếu anh có bằng cấp nhiều, bằng cấp cao, tôi nể phục anh, nhưng hãy đem nó về nhà và tự hào cho anh và dòng họ anh đi. Còn anh đang hiện hữu trước mặt tôi, nếu anh muốn làm bạn với tôi thì chúng ta cần phải tôn trọng và yêu quý nhau. Ai đồng ý quan điểm này đưa tay với tôi. Hả? Ừ, anh là ai tôi không biết, anh học ở nước nào về tôi không quan tâm. Tôi quan tâm là trong công việc anh có hợp tác, anh có chỉ bảo, anh có đồng hành cùng tôi không? Chứ còn anh chửi tôi là tôi đi kiếm người khác, tôi phò tả ngay. Thấy không? Kiểu vậy. Ừ. Vậy thì nếu mà mình tiếp tục mình trồng cây theo cái kiểu ngược ngạo này, cứ mãi tập trung vào điểm số và bằng cấp, thì đến một ngày con mình nó giống cái cây như thế này này, trồng rất là thảm hại, chỏng cẳng lên trời vậy đó, và chết dần chết mòn trong cuộc đời của nó. Còn nếu mình bắt đầu từ dưới mình đi lên thì mọi sự sẽ tốt đẹp. Và tôi đã có nhiều năm chỏng ngược như vậy đó. Tức là cứ mãi tập trung vào kiến thức kỹ năng, kiến thức kỹ năng, và cuộc đời nó cứ 20 thôi, 20 đổ lại thôi. Đó. Các anh chị thân mến, nếu các anh chị nghe những kiến thức này và các anh chị thấy nó có giá trị với các anh chị thì xin các anh chị hãy bấm nút chia sẻ cho nhiều người cũng được học. Và các anh chị cũng đừng quên bấm nút subscribe kênh nha. Các anh chị bấm vào nút hình quả chuông ấy. Đấy, ngay cái hình quả chuông ấy. Và khi các anh chị bấm vào hình quả chuông thì khi tôi có một cái video clip mới thì ngay lập tức các anh chị sẽ nhìn thấy nó. Nhớ bấm vào nút subscribe kênh nha. Và đừng quên chia sẻ cho nhiều người cũng được học. Cảm ơn các anh chị rất nhiều. Hẹn gặp lại các anh chị.